Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên đó là Evolution. Chúng mình cũng đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Let's go. Oh my god. Wow wow. Okay, let's go. Oh my god. Wow. Oh no 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 no. Wow. Oh no. Help me. Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Rasta. Let's go.
Oh my god. Ha ha ha!
chuyển qua tựa game tiếp theo nha. Stick Bank Break. Mình sẽ dùng máy chia sẻ. Oh my god. Tàu đi qua quá luôn. Đây là một tựa game sẽ không có cái cách nào để giành chiến thắng cả. Vì thế chơi và giải trí thôi. Thuốc nổ tiên tiên. Bay xa luôn rồi các bạn ơi. Mình sẽ dùng một cái máy Play Spotter này. Máy laser này đây. Đào luôn. Ok. Fan star. Let's go. Wow, mình đã bị hút luôn rồi ạ. Sẽ đi sang cánh cửa này, ít người đi hơn. Oh no. Tự em này khá là khó đây. Một mạch quá sâu. Quá. Wow. Đã có 30 người qua sông rồi, mình đã thua cuộc. Vẫn tiếp tục ở lại. Let's go, let's go. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Bossmaster.
Finish him. Oh my god. Không sao, mình đã giành chiến thắng rồi. KO. Mình chiến thắng trong gang tấc. Tiếp theo nha. Sock by Suffer là tựa game tiếp theo của video này. Chuyển qua tựa game tiếp theo nha. Cool Gold.
Video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Goodbye, see you again.